Rồi ra đi Tiên ơi. Tới luôn, đúng rồi. Ôm vô, ôm vô. Sát vô, sát người vô. Giờ làm nó một cú long shot mà quay lại chục lần. Ok. It's all a part of the way of things. Bước ra ngoài, bước vào là mới khoác áo, là mới chỉnh trang. Nhắm nghĩ cái bộ đồ á, phải ngắm cái mặt. Có thấy mà làm thiệt chứ hả? Anh nói giỡn thôi. Thế là nó phải có cái gì đó chứ không nó bị kịch đấy, đúng không? Đúng rồi. Tự nhiên như ở nhà bình thường. Cho nên là tụi em muốn làm gì tụi em làm. Ông á, Tiên dù em chưa đưa tay đón nắng chẳng hạn. Đưa tay đón nắng em chỉ nghe. Nhau hành động với nhau nè, tương tác với nhau một chút nè. Quá đẹp, quá đẹp luôn á. Đứng nào anh ơi. Nắm tay này, hai người đi ngang với nhau luôn. Nắm tay qua nhìn nhau ạ. Hai người nắm tay nhau, bước đi. Thấy không?
Mặt nghĩ đang đẹp trai này, đẩy cái cao cao lên tí. Tay gần như đụng nhau, đừng đụng nhau ha. Yep, that's it. Ok rồi, hãy cầm hoa. Phải hớn hở lên, phải giống như là hạnh phúc thực sự á, kiểu vậy. Đấy. Hai ba đi, đấy.